Đối với anh thì bày tỏ là để bày mình phản đối là để bày tỏ cái sự hiểu biết để chống cái tiêu cực, thì mình không phải nhiều khi mình đưa ra những cái tiêu cực của quốc gia này quốc gia kia là để mình so sánh, là để mình nói ở đâu cũng có, không phải như vậy. Mình nói như vậy để đặng mình đưa ra những cái tiêu cực để đặng mà mình khuyến khích với nhau, mà những người mà chống phá đất nước đó họ không có làm như vậy, họ đưa ra những tiêu cực để đặng họ xuyên tạc, cho nên chính vì vậy làm anh bức xúc. Họ xuyên tạc, họ dùng, họ lợi dụng những cái điều đó họ xuyên tạc. Còn như anh Sơn Tây mà anh nói, mặc dù anh không có đây thì anh chỉ chia sẻ lại á, thì thấy rằng ở đất Mỹ nó không đơn giản như anh nghĩ, như anh nghĩ như vậy. Nó không đơn giản như anh nghĩ. Ngay cả giá xăng dầu cũng vậy. Nếu mà anh ở Cali thì xăng dầu bữa nay có thể gần 5 đồng một gallon. Tại vì ở người Mỹ á, Mỹ nó chạy xe hơi không ạ, nó chạy xe mỗi một ngày vậy là nó tiêu thụ hơn 21,5 triệu thùng dầu mà chưa lọc đó. Khủng khiếp lắm. Thì nó tiêu thụ thùng dầu nhiều, Mỹ nó xài số lượng nhiều thì nó rẻ. Còn nếu mình nó xài số lượng, Việt Nam mình xài số lượng ít á, thì nó cao, tại vì mình nhập bao giờ cũng vậy, mình nhập số lượng nhiều thì mình lúc nào cũng cũng giá nó cũng rẻ, nó bình dân hơn. Nếu mà ở Mỹ mà chỉ cần xăng á, Duy biết hổm gài là xăng bên Mỹ nó đã tăng đó. Nó đã tăng lên chỉ cần 5 xu, 10 xu thôi, nó đòi 5 xu, 100 xu nó mới là 1 đô gì. Mà nó tăng chừng 5 xu thôi, đến 10 xu thôi là người dân Mỹ họ đã khốn đốn rồi đó. Là họ cảm thấy cái lạm phát nó có nhúc nhích, nó tăng rồi đó. Làm những cái mà khu thương mại, họ những người mà họ họ đi giao hàng đồ đó là họ phải tăng giá để bù lỗ rồi đó. Cho nên nó không phải như Việt Nam. Việt Nam mình bây giờ xăng có tăng, người dân đạp xe đạp vẫn được, họ đi xe đạp điện cũng không sao, họ đi làm vẫn được. Còn Mỹ không có, đường xá nó xa lắm, mà đường chạy hả nó rất là nguy hiểm, tại vì xe hơi không à. Nếu mà mình đi xe đạp hay là đi xe Honda đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái xã hội Mỹ, hàng Mỹ nó có tài nguyên rất là lớn nhưng nó không thể khai thác được. Tại vì nó khai thác như vậy, tại vì nó là một cái quốc gia đầu tàu, hiện nay nó xả thải rất là lớn thế giới. Nếu mà nó khai thác tài nguyên đó thì nó sẽ tàn phá nước Mỹ. Cho nên dân Mỹ họ không đồng 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 tình. Hiện nay dân Mỹ họ chết vì vấn đề mà nhiễm độc, ô nhiễm môi trường đó là lớn nhất thế giới. Cho nên thằng Mỹ nó đâu có dám ký cái hiệp định gọi là bảo vệ môi trường Kyoto đâu, nó đâu dám. Cái ký cái hiệp định đó là thằng Mỹ tự sát. Cho nên ông Trump ông cũng bác cái hiệp định Kyoto, là hiệp định đó của người Nhật, của Nhật nó đưa ra. Và vừa rồi tụi khối châu Âu rồi nó cũng đưa ra cái hiệp định mới mà ông Trump quản hồn là bác liền, Mỹ nó bác liền. Tại Mỹ nó xả thải, nó là nước công nghiệp mà. Đó, cho nên vấn đề mà nước Mỹ mà nói mà nước nay cả nước uống mà nói sạch đó là không không đúng. Nước uống nước bông tơn á ở Mỹ đó rất là nguy hiểm. Nếu mình uống nhiều đó mình có thể nó bị cặn ở trong cái kidney, cái gan á. Cho nên ở Mỹ người ta xài, nếu mà xài nước nước lọc đó thì phải lọc lại, nó phải xài nó gọi là soap thinner, mình phải lọc lại. Còn mà mình không lọc lại á, tắm nó hôi, nó rụng tóc rất là nhiều, nó rụng tóc và nó da của mình nó sần 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 lên vậy đó ở Mỹ đó. Cho nên nó còn người nghèo, Mỹ nó giàu là giàu những thằng tư bản thôi. Ngay cả thời ông Obama đó, ông Romney, ông Mitt Romney là cái ông mà đi ông ứng cử tổng thống đó, ông còn phải bó tay mà. Ông nói là 47% dân Mỹ họ sống nhờ vào, họ dựa vào, họ chờ đợi ông Obama để đặng ban phát cho họ ăn. Cái người mà gọi là người nghèo đó, họ sống họ chờ vào. Hiện nay Mỹ nó có 43 hơn 43 triệu người nghèo, họ sống rất là khổ chứ không phải là không. Nói chung thành phần trung lưu của Mỹ hiện nay họ sống rất là tất tần tật. Họ làm việc theo cái đó là nói trên thống kê chứ không phải anh bịa đặt ra đâu nhé. Trên thống kê đó là 78% dân Mỹ hiện nay làm ngày nào ăn ngày đó. Đó, ngay cả vấn đề mà Mỹ ông Trump ổng muốn đánh thuế, tại vì ông Trump á ổng là một cái người tổng thống, ổng không có rành gì chính trị, ổng là tiếng Anh nó gọi là ổng là outsider. Cho nên dân Mỹ nó chán ngấy những cái vấn đề chính trị bẩn thỉu của Mỹ. Tụi Mỹ nó tham nhũng, nó ăn rất là tinh vi. Nó ăn rất là tinh vi, đừng có nói bà Hillary không 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 có ăn nha, bà đã ăn hơi bị bạo luôn đó. Bà đã ăn hơi bị dữ luôn á. Tụi nó ém nhẹm. Cho nên mấy lần mà nó đòi nếu mà bà lên tổng thống, ông bởi ông Trump lúc mà chờ mà tranh cử đó ông nói nếu mà ông thắng cử đó ông hù bà Hillary thôi, tôi sẽ bỏ bà tù vô tù. Tại vì bà đó, bà này bà Mỹ bà là phạm rất là nhiều những cái lỗi lầm của nước Mỹ, bà phạm rất nhiều nhưng mà bà cover up, có nghĩa là bà giấu giếm á, là tụi FBI đồ nó chứ cái bộ máy chính trị của nó cover up cho bà. Tại vì nó không muốn đem ra, Mỹ nó có cái hay là gì, cái chuyện mà xấu nó không muốn giặt áo cho người ta xem lưng. Những người nào mà tìm hiểu chính trị mới thấy thôi, tin tức của nó nói như vậy nữa.
nó nói cái nào mà bên lề phải, nhiều nào mà nó thấy ảnh hưởng tới quyền lợi an ninh của quốc gia Mỹ là nó không nói. Nó có hai cái đài TV là hai đảng của nó, đài Fox News với lại đài NBC, hai cái đảng của nó, nó binh vực với nhau, cho nên tụi nó nói chuyện nhau nó cũng binh vực. Còn vấn đề mà những cái mà cái kiểu mà bầu cử theo kiểu Mỹ đó, cái luật của thằng Mỹ hồi nào nó đã như vậy rồi, nó không có muốn người nó, tại vì nó là Hiệp Chủng Quốc mà nó là quốc gia của nó, là da trắng, bọn da trắng nó cầm quyền từ hồi nào giờ. Mà ở Mỹ người ta nói cái mà đa số người mà da trắng nó là lúc nào nó cũng chiếm đa số thôi, mà cái người mà thiểu số hay da đen nó cũng là dân tộc thiểu số thôi, cho nên nó không muốn cái dân tộc thiểu số này nó đoàn kết lại, thì nó sẽ quýnh bật thằng da đen, thằng da trắng ra, thì lúc đó thằng da trắng nó sẽ mất cái quyền mà gọi là cầm quyền của nó, cho nên nó giữ cái cách bầu cử của nó là đảng cử dân bầu, nhưng mà đảng là người chọn tổng thống. Cái truyền thống của nó như vậy rồi, nó không thể thay đổi được. Sở dĩ nó để ông Obama mà đứng lên lên làm mà tổng thống đó là nó không có sự lựa chọn nào. Tại thời ông Bush á, thằng Mỹ nó hay lắm, nó khôn lắm, nó cáo già lắm. Thời ông Bush con á, ông đã làm mất lòng cộng đồng thế giới. Lúc đó chưa chăm, nếu mà Duy để ý đi, lúc đó cộng đồng thế giới rất là tức giận ông Bush. Ông Bush ông dùng cái quyền phủ quyết của ông đánh Iraq rất là sai đó, thì cộng đồng thế giới bất mãn. Cho nên bây giờ chỉ có ông Obama mà này lên, là cái dân tộc thiểu số nó để cho ông lên đấy, nó để cho ông lên, ông thắng để đặng mà ông cầm quyền, để đặng mà bởi vì ông vừa lên là ông đi ngoại giao liền, ông đi ra nước Pháp, ông đi ra mấy cái cộng đồng quốc tế đó là ông ngoại giao, để ông lấy lòng Vậy thì ông đi Nhật, ông đi khắp anh Lâm nơi Minh ơi, đấy. cho em hỏi một cái. Thí dụ giờ mình nói nó dài vậy thì mấy bạn cũng khó hiểu. Bây giờ mình đi vô những cái ngắn, ví dụ như em nghe anh trình bày thì em thắc mắc mãi nha. Ví dụ như nãy em nói là đợi Bush đó, ông Bush đó, ông không có thông qua quốc hội để ông đánh Iraq mà ông thông qua Liên Hợp Quốc, đúng không? Thì nếu mà nói như vậy á, thì anh có nhớ cái việc ông thông qua Liên Hợp Quốc như thế nào và vai trò của anh như thế nào trong cái cuộc đánh Iraq? Nếu mà nghe những cái thông tin như vậy thì em có thể hiểu rằng á, thì một người tổng thống Mỹ có thể là lách luật bằng cách là lợi dụng cái Liên Hợp Quốc để cho mình đánh một quốc gia mà lúc đó là cái vai trò quốc hội nó trở nên mờ nhạt. Như vậy nè, ở bên Mỹ đó có, chúng ta chưa có hiểu được tổng thống đó, không phải là ổng không có quyền, ổng được có quyền gọi là, nó gọi là executive order, có nghĩa là ổng được cái quyền phủ quyết của ổng. Nếu mà ổng muốn làm đó thì ổng dùng cái quyền phủ quyết của ổng ra, ổng sẽ quyết định. Và thằng Mỹ đó nó là nước lớn, nó bỏ tiền rất là nhiều vào trong Liên Hiệp Quốc, cái lá phiếu của nó rất là mạnh, cũng giống như cách bầu cử của Mỹ vậy đó, cho nên nó lấy cái quyền phủ quyết. Mặc dù thằng Trung Quốc và thằng Nga và những cái quốc gia khác phản đối, nhưng mà cái quyền của thằng Mỹ đó ở trong Liên Hợp Quốc nó quá mạnh đi, nó bỏ tiền ra quá nhiều đi, thành ra cái lá phiếu giống như nó như cái lá phiếu bầu cử đi, thì nó cái đảng của nó quá lúc nào nó cũng chiếm cái ưu thế hết. Cho nên mặc dù những cái quốc gia và Liên Hợp Quốc phản đối, nhưng mà thằng Mỹ nó lấy cái quyền phủ quyết của nó, đây nó là nước lớn và nó có tiền, nó được cái quyền đó, cho nên nó quyết định đánh Iraq mặc dù là sai lầm, do tình báo CIA đưa sai lầm, nó vẫn đánh. Vậy thì cho em hỏi thêm Thì tại là lúc cái trận đánh Iraq đó thì không phải là Mỹ một mình nó mà nó có liên quân nữa, thì Mỹ nó có cái sức mạnh gì mà nó có thể nó ép hay là nó nhờ hay là nó kêu gì đó không biết, mà nó có một đống thằng đi theo nó đấm thằng Iraq luôn. như vậy nè, thằng Mỹ nó là tài phiệt khi mà nó đánh như vậy đó. Thằng Anh là thằng ủng hộ nhiều nhất, Dạ, lúc đó ông Tony Tony Blair. Blair là ủng hộ nhiều nhất, đúng rồi, ông Tony Blair là thằng Anh đó ủng hộ nhiều nhất. Khi mà nó đánh như vậy đó thì nó sẽ chia quyền với nhau, nó chia tài sản với nhau, tại vì khi mà đánh Iraq xong đó thì nó chia dầu, nó vô đó nó chia. Khi mà tàn phá nước Iraq thì những cái thằng nào, bởi vì ông Bush ông mới nói ai theo ta là bạn của ta, ai không theo ta là kẻ thù của ta, thì những cái đồng minh của thằng Mỹ đó nó cho tiền nhiều quá đi, nó lúc nào nó cũng hộ hết. Thằng Anh với thằng Mỹ nó gần như là hai thằng anh em thôi, tại từ đó nó đẻ ra thằng Mỹ mà, cho nên lúc nào thằng Anh nó cũng theo thằng Mỹ chân á, lúc nào cũng vậy chân á, không bao giờ nó bỏ thằng Mỹ. Cho nên khi mà thằng Anh là thằng mạnh nhất, hai thằng nó chia nhau liền, thằng nào chiếm thành phố, thằng thằng Mỹ thì chiếm Baghdad là cái thủ đô của nước Iraq, còn thằng Anh thì chiếm cái thủ đô lớn thứ nhì là Mosul, được phải, tôi nhớ mãi mãi vậy đó. Đó là nó chia quyền nhau hết, là thằng nào sẽ được khúc nào đang hưởng, và thằng nào được hưởng những cái phần nào để tái chiến thiết nước Iraq lại, nó chia quyền hết nhau hết trơn à. Vậy thì cho em hỏi thêm là vào cái thời điểm lúc bấy giờ là cái người dân Mỹ người ta suy nghĩ gì về cuộc chiến ở Iraq? Người dân Mỹ đó họ phản đối,
Tại vì họ không muốn chiến tranh, họ biết chiến tranh là sự mất mát của nước Mỹ. Họ không muốn, người dân Mỹ họ cũng không muốn, họ không đồng ý. Nhưng mà cái ông tổng thống, tại vì cái tụi mà cái bộ cầm quyền của ông Bush đó, nó rất là nhiều hâu. Tại vì ông Rumsfeld với ông Dick Cheney, hai ông này ngày xưa rất rất là nhiều hâu. Hồi ông này, hai ông này đã từng làm việc cho ông Bush cha. Mà hồi thời ông Bush cha đó, ông đánh thằng ông Saddam đó, ông đánh tới Baghdad, ông rồi không rồi ông đánh đúng là Mỹ nó đã chiếm Iraq lúc đó rồi. Nhưng mà ông Bush cha đó, ông này ông nhìn sáng suốt và ông thấy không được. Cái quốc gia này nó có nhiều cái sắc tộc và sắc dân rất là phức tạp. Ông không muốn nhảy vào ổ kiến lửa, nó sẽ quậy, nó làm nát nước Mỹ, cho nên ông rút về. Ông đúng là ông rút trở về, ông bỏ, ông chỉ giải phóng thằng thằng ông chỉ gọi là lấy cái thằng Iraq thằng Kuwait thôi, và lập lên một cái quốc gia Kuwait. Thì ông về, rồi sau này cái ông Rumsfeld với ông Dick Cheney lúc đó đó, ông muốn mần thịt ông Saddam Hussein, nhưng mà ông Bush cha bỏ lỡ cơ hội, ông về đi. Rồi tới thời ông Bush con lên đó, rồi hai ông này mới mới nể ông cha của mình, mới mời hai ông tướng này vô làm việc. Ông Dick Cheney là một người rất là, ông Dick Cheney là phó tổng thống, nhưng thực sự là ông vai trò của ông gần như là một tổng thống. Tại ông Bush con á, ông hiền lắm, ông chỉ nể những cha mình, và ông nể những người đó lớn hơn. Và ông Dick Cheney ông cầm quyền, và ông Rumsfeld đó ông cầm quyền, cho nên nhất định là phải mần thịt ông Saddam Hussein. Cuối cùng thì Mỹ bị sa lầy, Mỹ bị sa lầy. Mỹ bị sa lầy ở đó thì người dân phản đối, như vậy thì ý nguyện của người dân lúc đó là bên Mỹ có phản đối đông không anh? Ồ, họ phản đối dữ lắm chứ, họ phản Nếu đối, mà phản họ không có đối, đồng ý. Tại vì nếu mà phản đối đông như vậy thì vậy cái ý nguyện của người dân nó sẽ đi trái với ý nguyện của chính phủ, đúng không? không thành vấn đề không thành vấn đề tại vì chính phủ khi mà đã anh đã nói với lại Duy rằng tổng thống là cái người gọi là chief of commander, có nghĩa là một người lãnh đạo toàn cả đất nước. Khi mà ổng mà quyết định rồi là không có ai mà chống lại ổng hết á, là mọi người phải nghe theo, tướng lãnh ở dưới cũng phải nghe theo. Một ông tướng bị lột chức, một ông tướng 4 sao, ông chỉ trích ông Bush là ông Norden. Ông tướng 4 sao ông chỉ trích ông Bush là tại vì đúng là ông nói là không không nên đánh, ông cản, ông bị lột chức cho dễ hơn.